Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại kênh của chúng tôi. Chúng tôi hy vọng luôn luôn mang đến cho quý vị những giây phút thư giãn thật thoải mái. Xin đừng quên nhấn nút đăng ký để không bỏ lỡ những tin tức mới. Sau đây xin mời quý vị và các bạn đến với chuyên mục Tin nghệ sĩ. Sau chuyến từ thiện tại quê nhà, Mỹ Tâm quay quần nấu bánh và làm mứt bên gia đình. Mỗi năm Mỹ Tâm đều dành thời gian để về Đà Nẵng ăn Tết cùng gia đình. Năm nay cô về quê khá sớm vào ngày 26 âm lịch để trao quà từ thiện ở huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam và tranh thủ gói bánh tét với gia đình. Hơn 500 phần quà gồm mì, gạo, đường, sữa, dầu ăn và tiền mặt đã được cô và các tình nguyện viên trao cho bà con để giúp họ đón một cái Tết đầm ấm hơn. Trước đó cô và quỹ từ thiện của mình cũng đã thực hiện chuyến thiện nguyện trao quà cho bà con hoàn cảnh khó khăn tại Long An. Mỹ Tâm cho biết mỗi dịp Tết đến là dịp để nghỉ ngơi và quây quần bên người thân sau một năm làm việc. Đó cũng là lý do cô hiếm hoi nhận show diễn trước và trong Tết. Sau chuyến thiện nguyện, Mỹ Tâm cùng gia đình nấu bánh tét và chuẩn bị các món ăn ngày Tết như thông lệ trong 10 năm qua. Được biết, cô và người thân đã tự tay gói và nấu các loại bánh đặc trưng như bánh tét, bánh ú cùng hàng loạt các loại mứt, dừa để tiếp khách vào những ngày đầu năm. Qua mỗi năm, nữ ca sĩ lại tích lũy thêm kinh nghiệm để giúp các món ăn hoàn hảo hơn. Từ khâu gói bánh, canh lửa, thêm nước đến lăn bánh đều được cô trực tiếp thực hiện. Cô chia sẻ, cô học được bí quyết giúp bánh ngon và đẹp từ mẹ. Sau 12 giờ, Mỹ Tâm hoàn tất tác phẩm cuối cùng của mình. Sau Tết, Mỹ Tâm sẽ trở lại Sài Gòn để thực hiện công việc và dự án âm nhạc riêng. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Hy vọng là quý vị đã có những giây phút thư giãn thật tuyệt vời. Xin chào và hẹn gặp lại ở video tiếp theo.